Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Tiếp tục video rồi, thì ngày hôm nay đây, rất lâu rồi thì hôm nay em Đặng Tín Audio về được một Novang số bãi Mỹ ETC HC8. Hàng xịn luôn, hàng bãi xịn nhưng còn rất đẹp luôn, này em về được có 15 chiếc rồi, còn rất đẹp. Cũng từ khá lâu rồi thì em mới chọn được lựa một lô đẹp thế này. Rất lâu em là hàng bãi nhưng phải nói là Novang ETC HC8 này rất là đẹp. Và nếu bác nào biết cái dòng vang số ETC hàng bãi xịn của Mỹ này nó cao cấp, nó hay thế nào rồi thì có biết được cái chất lượng quá là hay luôn. Và đặc biệt ngày hôm nay 15 chiếc này em sẽ về chọn lọc cho bác và giá cực kỳ tốt ngày hôm nay nhá. Thì đầu tiên bác nào theo video hoan hỉ của cho một like nhé, bác nào chưa like ủng hộ cho một like đi và nhớ đăng ký kênh em nhá. ETC rất là đẹp, vang số con này thì nói chung là nó quá đỉnh cao rồi, nó có chip giải mã nên tiếng nhạc cái mic con này rất hay luôn, hàng bãi xịn nhá. Đây ETC California USA nhá, hàng bãi xịn thì của Mỹ luôn đấy, còn rất là đẹp. Thì đằng sau đây nó sẽ có bốn đường nhạc vào đấy, bốn đường nhạc vào, hai đường ra đây. Thì bên này sẽ tặng đầy đủ dây giắc ca lông các bác nhá, sẽ tặng đầy đủ dây giắc ca lông các bác và hai lỗ mic đằng sau rất tiện lợi luôn để bác cắm mic đằng sau nhá. Và đằng trước của chiếc vang đây cho bác nhìn xem, đây đằng trước của chiếc vang thì cực kỳ đẹp và rất dễ chỉnh. Đây nó sẽ có to nhỏ của nhạc này, đây to nhỏ của mic này đấy. Và nó có phím chức năng ở đây, tất cả khi bác mua vang bây giờ sẽ chỉnh sẵn về, có chỉnh gì dùng thôi. Có muốn chỉnh ở đây cực kỳ đơn giản, đây muốn chỉnh music này, đây nó sẽ có giải tần này, bass chung và treble thì mình tăng giảm ở đây đấy. Phần mic cũng vậy, có giải equalizer, giải bass và chung, giải treble mình tăng giảm ở đây. Echo gì vợt riêng biệt nhé, đây gì vợt này, echo này đấy, và delay, tất cả có kimo vang bên em bao anh em bao hay luôn. Riêng của vang cơ lê số thì ở Mỹ ETC này, USA nhá, hàng xịn của ETC luôn. Và đợt này em về được có 15 chiếc thôi, không có nhiều. Cho bác là muốn chơi một dòng vang số xịn cao cấp của ETC và dễ chỉnh HC8, đây em sẽ lưu cho bác nghe tiếng mic của dòng vang số ETC này và sẽ báo giá bác nhá. 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6
xô thì vào thì em bao chất các bác, là hàng xịn California. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Và đặc biệt con này trùng ngũ thì cực kỳ chốt luôn. Và ngày hôm nay em xin báo giá luôn. Bác đợi một chút sẽ báo giá và test một đoạn karaoke và nghe cho âm nhá. Em sẽ báo giá và test đoạn karaoke đây. Bác nào chốt nhắn tin qua cho em. Đây. Chốt nhắn tin qua cho em với cú phát là chốt vàng HC8. Chốt vàng HC8 giá em bán trên ngày hôm nay chỉ có 1.300.000 một chiếc vàng số hàng xịn này. Tặng giá cao đông của bác, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc, bảo hành của bác 1 năm luôn. Chốt vàng HC8, một dòng vàng số bãi xịn của Mỹ luôn. Chốt vàng HC8 cho em 1.300.000 thôi. Thì trước đây có biết tụi em bán con này là toàn trên 2 triệu hết, nhưng lô này em về được hàng giá quá đẹp, quá chất lượng với mức giá 1.300.000 thôi. Và em về được có 15 chiếc thôi, nên bác nào chốt hãy nhắn tin ngay qua cho em nhé. Chốt vàng HC8 là có nhân viên chốt đơn của bác, bảo hành của bác 1 năm luôn. Tặng đôi giá cao đông. Đấy, em lấy vui lòng hãy nhắn tin qua cho em. Chốt vàng HC8. Và số lượng thực sự các bác không có nhiều, và đặc biệt các bỏ đồng tiền ra chơi dòng vàng xịn của EDC, hàng xịn bãi xịn của Mỹ này nó quá chất lượng luôn. Nói chung là đáng đồng tiền nhá. Con này thì em nuôi được hát thì quá là hay luôn. Trồng ngũ rất là tốt luôn. Đấy, anh em nào chốt thì cứ nhắn tin qua cho em nhá. Vũ Phát là chốt vàng HC8 1.300.000 bao xịt rồi đây. Bảo hành có 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Và chào quá nhá.